vừa kịp tới đúng giờ phải nộp cái này ở đâu hả hả phòng kinh doanh ở tầng năm cho con xin lỗi chú Cái gì? Về ai ý tưởng? Sao nó lại ở đây? À, cho con xin lỗi chú <laughs> Sao giờ này mà bơm còn chưa tới nữa? Cho tôi nộp ý tưởng với Obama sao giờ mới tới chứ? Mai mà còn 5 phút nữa mới tới hạn chót đó của tôi đây, cảm ơn anh. Hả? À, đây là cái gì? Cái này không phải là của em. Ủa, em cầm nhầm hả? Ôi trời ơi, làm sao đây? Ờ à, chắc nó bị đổi ở sảnh rồi quá. Chờ tôi một chút, tôi sẽ tìm và quay lại đây ngay. Nếu như quá hạn chúng tôi không nhận nữa đâu nha. cô đang làm cái gì ở đây vậy tôi tôi đã nộp đề án ý tưởng của tôi đề án ý tưởng sao hình như là cô không biết chỗ của mình ở đâu thì phải cô đừng ra chọc tức tôi nữa tôi đang gấp lắm rồi đây nè không thể nào tính được mà chắc chắn ô bơm sẽ quay trở lại nhanh thôi anh có thể chờ thêm 10 phút được không à, xin lỗi nếu như quá vợ chúng tôi không nhận bất cứ ai nữa đâu ờ à, ờ à, cho tôi hỏi à. có người bị mất đề án ý tưởng đúng không dạ vậy tập tài liệu kia của chú rồi ô bơm đang tìm chú để trả lại đó ờ à, vậy sao ô bơm đi đường nào vậy à, thôi không cần nữa tôi biết rồi nè cầm lấy à, đúng lúc cũng kịp giờ đó ô <laughs> bơm với cậu thân nhau quá ha cậu bước lo cho ô bơm đi à, ý tưởng của ô bơm thật sự rất tuyệt mà <laughs> Khi ba tên tuần của chú ấy đâu phải như vậy đâu ta. Nè cô à. Bố, à, con chào chú. Hồi nãy con đã lấy nhầm tài liệu, con đang tới đi tìm chú để trả lại. À, cho con xin lỗi chú. Con mở ra để tìm thử coi có số điện thoại của chú không? ờ à, thì ra là vậy. ờ à, hồi nãy chú đã chạy lên tầng năm, chú nộp lại tài liệu cho con rồi, con được lo về chuyện đó nữa. Dạ, con cảm ơn chú nha tất cả là do con đã gây phiền phức cho chú con xin lỗi chú à, chào con nha con cảm ơn chú nhiều thật lòng cảm ơn chú nhiều à, ấy cũng được hết cái này được nè ừ năm nay chúng ta có rất nhiều thí sinh chào. tất cả các bài dự thi tụi em đã để hết trên bàn rồi Ờ, à, cùng đi ăn trưa đi. Tổ chứng cho em, cô đi không? À, vậy thì chúng ta đi trước thôi. Tôi đói rồi. Đi đi. Ô <laughs> 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 bơm. Cô dám nộp đơn xin việc vô đây sao? Đơn xin từ chức. Tôi nghe nói là cậu đang bị bệnh. Sao không nghỉ thêm vài ngày đi? Ờ, à, tôi không sao. Tôi cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Cậu nên chăm sóc bản thân, Đừng để mình bị bệnh nhiều như vậy nha. À, sợ dĩ tôi được như vậy, được đứng ở đây lúc này, hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc của giám đốc. Thật lòng, tôi rất biết ơn giám đốc. Sao tự nhiên cậu nói những lời đó chứ? Ý của tôi là, tôi tin nói với giám đốc rằng... Trưởng Phòng An, nói thật lòng á, chuyện đính hôn của Aran và Thê Hô, khi nghĩ về chuyện đó tôi rất biết ơn cậu. Tôi cũng sẽ không bao giờ có thể thành công như ngày hôm nay, nếu như không có sự giúp đỡ của cậu, ngoài cậu ra không ai hỗ trợ cho tôi tốt hơn như cách cậu đã làm mấy lâu nay. giờ dạ, thưa giám đốc, bà nói quá rồi. giám đốc luôn luôn đánh giá cao tôi, nhưng ngược lại tôi là một người cực kỳ kém cỏi. tôi cũng giống như cậu, tôi là một người rất kém cỏi. tôi có được như hôm nay là nhờ sự siêng năng chăm chỉ của cậu. À, thật xấu hổ khi nói ra, nhưng mấy ngày qua tôi không biết phải làm gì. <laughs> những ngày cậu không có mặt vì bị bệnh à, tôi thật sự không thể làm việc nếu không có cậu <laughs> cho nên là lần sau cậu có bệnh gì đi nữa thì cũng phải thông báo trước cho tôi đó nghe chưa bữa nay sắc mặt mẹ tốt quá à, không có gì đâu tất cả ý tưởng đều ở đây rồi mẹ có rất là nhiều người nộp vô chỗ chúng ta bởi vì họ muốn làm ở đây được rồi mẹ mong sẽ có nhiều ý tưởng tuyệt vời bây giờ mẹ đang làm quá nhiều việc rồi đó như vậy không có tốt đâu bởi vì mẹ ôm đồm quá nhiều việc mẹ nên giảm tải bớt việc ở công ty đi mẹ có con rồi mà sau này có thêm anh Thê hô nữa mẹ cũng đang nghĩ như con đó có lẽ phải làm ít đi nhưng mà tất cả ở đây sao ờ à, dạ tụi con muốn làm lễ đính hôn trong tháng sau luôn đó mẹ ờ à, thật sao à, vậy mà mẹ nghĩ các con đợi qua tết âm lịch chứ à, mẹ biết rồi còn mẹ của Thê hô mẹ sẽ chọn ngày nói chuyện sao à, vậy thì mẹ hãy chuyển anh Thê hô vô công ty trong đợt thay đổi nhân sự kế tiếp này có được không hả mẹ ờ à, à, có cái này Đây là... cái gì vậy? Hình như đó là một đề án ý tưởng. Bác tìm thấy nó ở trên sân thượng đó. Tình cờ nó lại qua tay bác khi bác nộp nó vô công ty trước hàng chót. Nhưng mà hình như có ai đó làm việc sai sót, cho nên bác đem tới đây để chắc chắn nó được giám đốc thông qua. Ừ, tất cả kế hoạch đều đã được kiểm duyệt, còn ý tưởng này không rõ ràng cho lắm. Sao còn lại để xảy ra sơ sót vậy? Chỉ suýt chút nữa là chúng ta làm nỗ lực của người khác đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Ừ. Dạ, con xin lỗi mẹ. Đây không phải lần đầu bà ta bước tới đây đâu. Trước đó bà ta rình mò xung quanh ở đây rồi. Vậy thì có phải mối quan hệ này bắt đầu lâu rồi không? Chị không biết. Tại sao chị lại bị tấn công bằng cách đánh lén sau lưng như vậy không biết nữa. Ôi trời, lại còn bởi một người lão quắc nữa chứ. Chuyện này em đã đoán trước đó là sẽ xảy ra rồi mà. Do chị cứ muốn gã ô bơm đi thôi. Đáng lẽ ra, bà ta không nên nói về ô bơm như vậy. Hả? Cũng vì chuyện đó chị mới ra tay. Ô bơm trong sáng giống như bông tuyết vậy à. Đúng vậy. Tội lỗi duy nhất của ô bơm là có người mẹ như chị đó. Nói ừ, miệng ừ, 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 là... của em lại đi. Tên quản lý đó không phải là người tốt đâu. Đàn ông gì mà ngu ngốc để mẹ của mình gây mất trật tự ở ngoài đường xá như vậy chứ. Em không thể để ô bơm lấy người đó được. Ừ. <laughs> theo như mình thấy, nếu có một phòng thay quần áo và một cái giường để trong phòng chị Mi chắc là hợp lắm à mà chị mi đanh không chịu làm vậy đâu mợ ơi con đói quá chừng nào có cơm con chờ một chút đi mình đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi giao hàng tận nơi đi ạ à? dạ tôi ừ. ở đây đây để nó ở đây đi à. cảm ơn à. anh dạ. nha dạ cảm ơn ạ à. giao <laughs> hàng thịt heo đi dạ à. đây cảm ơn anh nha <laughs> Mỡ tuyệt quá à. Mỡ Hôm nay sinh nhật ai vậy Pizza và gà chiên tới đây Được rồi để đây Đây Cảm ơn Hình như con bắt đầu thích mở rồi đó ai, Tới bây giờ con mới có được cảm giác có gia đình thực sự Thật sao Cảm ơn con Chị đã cho đón mở tới nhà này Ôi oh, trời ơi Con thật sự buồn lắm á Mẹ con kêu tới mất không khi nào gọi đồ ăn nhanh Thật sao hả? là người tuyệt vời nhất luôn Thật hả? <laughs> thôi mẹ không cho con ăn pizza mà chỉ ăn bánh mì nướng phô mai trong tất cả dịp sinh nhật của con luôn Con không nên nói về mẹ của con như vậy Gà hay là pizza, nếu như con muốn ăn chỉ cần nói với mẹ một tiếng thôi Mời cho con ăn hoa luôn <laughs> Thật sao? <laughs> tuyệt quá đi Nè, con không được ăn trước khi mọi người chưa về nhà Mở mua mấy cái này để mẹ con vui đó <laughs> Sao vậy mẹ? Đợi rồi biết <laughs> chị à, nghe em nói đã. Con người ta muốn kết hôn với nhau cũng phải môn đăng hữu đối chứ. Tất cả mọi chuyện đều do cách biệt từ các tầng lớp xã hội mà ra. Tầng lớp xã hội hả? Em đang sống ở thời kỳ Chô sơn hay sao? Đó chính là quy luật của cuộc sống mà. Giống chân mi với em đó. Tụi em giống nhau, đều không có cái gì hết. hả? Đó chính là lý do tại sao tụi em hợp nhau một cách hoàn hảo như vậy đó. Không có vấn đề gì hết. Ừ, trời, <laughs> nghèo mà tự hào cái gì? Chị thử cố gắng đối xử thật tốt với chân mi dùm em đi mà chân mi là người nhà rồi một phần của gia đình mình đó hả sẽ rất tuyệt nếu như chị và chân mi hòa hợp với nhau cô ta có tốt với chị đâu chứ cô ta thậm chí còn chưa nấu ăn cho chúng ta một bữa nào nữa không phải vậy đâu tại mới tới cho nên thấy ngại thôi chị à chị thông cảm đi ô <laughs> ô oh, oh. <laughs> 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 cái này là sao <laughs> chị ơi đây là bữa cơm em chuẩn bị cho cả nhà mình đó chị phan thiệt ngon và thương em nha chị Ôi, mẹ ơi mở chân mi cực kỳ khác với mẹ đó mở đã đặt hết tất cả nhưng này. mà mấy cái này đều cho cô đặt hết sao cần gì phải quan tâm là em mua sẵn hay là em tự nấu ra tất cả chỗ đồ ăn này đều nói lên rằng em yêu chị nhiều lắm à, đúng đó chị đây là tình yêu của vợ em dành cho chị đó ngồi xuống ăn đi nè cha à, vợ của em biết tất cả mọi thứ ở trên đời ha thật vĩ đại vợ em mới đúng là người biết cách thích đại chúng ta đó chị ngồi xuống đây ăn với em đi chị cô nghĩ cô làm cái gì trong nhà này à. hả bữa ăn đầu tiên cho mắt gia đình chồng vậy mà cô mua đồ ăn sẵn như vậy hay sao ờ à, như vậy thì còn tốt hơn là em tự nấu ăn rồi không ăn được cũng như vậy em mới mua đồ ăn mà chị với anh bedan và ca ương đều thích ăn như vậy sẽ tốt hơn luôn đứng vậy ngay à. đứng à, vậy rồi rồi hả tôi phải đi nói chuyện này với mẹ cô hả mẹ cô nghĩ gì mà gả một đứa con gái không hề biết nấu ăn gì giống như cô vậy Chị ơi, đó giờ em chỉ ăn như vậy thôi, mẹ em chưa dạy em nấu món ăn nào hết đó, đây là lỗi của em. Chị đừng có như vậy mà, hả? Chân mi làm vậy cũng vì muốn chị thích cô ấy thôi mà. Em im ngay đi, đây là chuyện phụ nữ với nhau, ra ngoài. Mau lên. Đừng làm mọi chuyện rối lên nữa, em sẽ về liền. Đi mau à, thằng thầy hô con mình, nó tính không làm lễ cưới với Aran thật sao? Trời đất ơi, không thể nào cứ ngồi ở nhà như vậy Không thể để cho Thê Hô phá quỷ của hôn nhân này Phải đi thôi à. À. Mẹ ơi Trời ơi Mẹ tưởng con bỏ nhà này mà đi qua bên đó Ở luôn rồi chứ Bác nghe tôi nói nè À không, bác thông gia Tại sao Bác có thể nuôi dạy thành công đứa con gái không biết nấu nướng Lần đầu tiên ra mắt nhà chồng Lại đi gọi đồ ăn như pizza vậy Có thật không à, ra vậy hả nó là như vậy đó không biết làm gì hết thời nay con cái không nghe lời mẹ ha. cô coi dù tôi đã khuyên đừng lấy người đó nhưng mà không có nghe không có tương lai gì mà nó vẫn đi đó thôi giờ mà nó như vậy không thích hợp chút nào đâu mẹ không cần biết chuyện nó đã gọi những gì trong bữa đầu ra mắt gia đình nhà cô á giờ tôi không chịu trách nhiệm với nó nữa đâu cho nên nó cô muốn nó ở lại hay tống cổ nó đi tôi không quan tâm tại sao mày có thể phủ phàng như vậy với con được mẹ cô à đừng bao giờ tới gặp tôi và dạ phàn nàng về chuyện của Trân My nữa nha tôi không còn trách nhiệm gì với nó hết ôi trời ôi trời Ôi trời! vậy là cô không có gì để ra mắt nữa hả à, dạ xin chào ờ... à, dạ chào bác ờ... Ờ, nè cái cô kia trời đất cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả không thể tin được chúng ta gặp nhau ở đây không biết là tình cờ hay là hữu ý vậy hả trời đất ơi à, nè cô kia Nè, tôi không muốn nói gì với cô ở đây hết. Cô mau đi ra ngoài đi. Có thể cô không có điều gì để nói với tôi hết. Nhưng mà tôi thì có rất nhiều đó. Sao cô dám nói tôi dạy dỗ con gái cho thật tốt vậy? Hả? Chính cô là người cần xem lại bản thân. Đi mà dạy con trai mình đi. Là cho con trai cô. Nó tự muốn tới nhà tôi. Và muốn gặp con gái tôi kìa mà. Ôi trời đất ơi. Đừng có nói chuyện này nữa nha. Lát ra ngoài rồi nói sao ha. Ra ngoài làm gì? Muốn nói về cái gì? Hả? Chắc là nói chuyện về cậu quý tử của gia đình nhà cô. Rõ ràng có bạn gái ở ngoài rồi Vậy mà còn dám theo đuổi con gái tôi hả Nè cô kia Cô đừng có ở đó dựng thêm chuyện lên nữa Cô không biết hay sao hả Con trai cô đem nào là bào ngư xương hồng tới thăm con gái nhà tôi Lúc mà con tôi bị cảm lạnh đó rồi khi con gái tôi từ chối không nhận đồ của con cô nó lại qua đa cầu xin tôi giúp nó được vô nhà tôi làm con à, rể à. nè cô kia con trai tôi làm như vậy hồi nào đâu do thái độ con trai cô không tốt tại sao cô lại dám quay qua chửi con gái tôi chứ ôi trời ơi trời ơi trời trời trời, trời, hai cô người nói ta gì ta vậy chuyện này rốt cuộc là sao chị hôn phu có ai ra cần... là người đang tán tỉnh con cô à. có chuyện đó thật không trời ơi thư hô giống ngoại tình bên ngoài hả thật dễ sao hả thật sao hả thì ra là vậy con cô chuẩn bị làm rễ nhà này hả à, trời, trời, trời đất ơi không phải đâu bác là là con trai út của con đó bác à, chắc là vậy rồi con trai út của con á hành xử chưa được chín chắn trưởng thành thôi cô đang nói cái gì vậy chắc chắn là vậy rồi không phải là con trai lớn của con đâu bác đừng có hiểu lầm à, không à, có, có chuyện gì đâu ơi, bác thôi à. đủ lắm rồi à, tôi không còn biết đang nói gì ai hết con lớn hay con út nhưng mà hai người đừng cãi nhau ở đây nữa ra ngoài đi ra ngoài giùm tôi ra ngoài ra ngoài à, 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 trời, trời đất ơi đi thôi ra ngoài chúng ta nói đi đi tại sao bây giờ cô thấy xấu hổ lắm chứ gì à. cái cô này đi ra ngoài giùm tôi, à, dạ, dạ. tôi đi hết đây đây đâu phải là quán rượu đâu mà cãi nhau sao hai người cãi nhau về chuyện đó chứ không liên quan tới à. tôi sao cãi nhau ở đây hả đi ra ngoài đi ra à. đi lấy rượu ừ, của mẹ mà đúng vậy con chính là người đang ghét nhất trên đời ừ, đi ra ngoài đi ra luôn đi 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 hết ra ngoài nè cô kia Tôi không muốn nói về chuyện xấu hổ đó trước mặt người già Hả? Nhưng sao cô làm vậy? Còn cố gắng gả con trai cô vô gia đình này nữa Hả? Cô muốn moi tiền từ nhà này chứ gì? Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Cô nói gả con trai đi làm sao chứ? Tại sao cô dám nói vậy hả? Ờ, đừng, 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 đừng... chị đừng nói cho chị vào tôi như vậy Thật là bất lịch sự quá rồi đó Chuyện này không phải là chuyện của cô đâu Tại sao không phải là của tôi? Cô biết chị Midan là ai không? Chị Midan là chị chồng của tôi đó nè Cô à, Cậu con trai nhà chị là người đã sai rồi, con chị đang cố tháng tỉnh ô bơm và gây ra một đống phiền phức. Chị đừng có ở đây chữa chị mới đan. Chị mau về nhà dạy lại cậu của mình cô đi. Này, cô làm gì vậy? Sao cô dám? Theo phe cô ta và quay sang chửi tôi hả? Đây rõ ràng là ăn gian mà. Đi thôi chị dâu. Đôi con với chị ta thật là lãng phí thời gian. ha, huh. Trời đất. N nè, cô kia. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu nha. <laughs> tôi trời. Đáng lẽ là mình không nên quá nhẹ nhàng hiền lành như vậy. Thiệt tình, mình vẫn chưa nói hết điều cần nói. Mình thấy khó chịu quá, chắc vì mình chưa toàn thắng. Không phải đâu, chị hoàn toàn thắng rồi mà. Lúc đó chị ta không thể phản kháng bất kỳ cô nào của chúng ta hết. Chị thắng tuyệt đối luôn, cố lên. Vẫn chưa thắng đâu. Tôi thua cô ta một, và cũng có thắng cô ta một, vậy là hòa nhau rồi. Vậy sao? Nếu lần tới, chị gặp mặt chị ta thì nhớ gọi em nha. Biết rồi, <laughs> mình có thêm một đồng minh nữa rồi cô ta thử đụng vô tôi lần nữa coi tôi sẽ không bỏ qua đâu dạ con chào bác à ờ, nè cậu tới đây làm chi vậy có chuyện gì sao hôm qua mẹ con thất lệ quá con tới đây để xin lỗi bác cho con xin lỗi thưa bác cậu có biết sao chuyện hôm qua ô bơm nhà tôi buồn bã suy sụp ra sao không hả ô bơm đã tỉnh dậy lúc nửa đêm hả rồi lại còn run rẩy mồ hôi mồ kê nhễ nhại nữa nghe nói cậu sắp đến hôm và trở thành con rể người ta sao còn tính gặp ô bơm nhà tôi làm chi là hiểu lầm đó bác à có thể bác thấy giống như lời bào chữa nhưng mà con đã chia tay rồi <laughs> con xin hứa không bao giờ làm tổn thương ô bơm thêm lần nào nữa đâu cậu nghe tôi nói nè tôi ghét nhất là chuyện phiền phức cho nên cậu đừng theo đuổi con gái tôi nữa con thật sự rất thích ô bơm mà bác con xin bác hãy tin lời con và cho phép con hẹn hò đi bác Ôi ừ, trời tôi không biết đâu <laughs> cậu không thể hẹn hò với bơm trong khi còn quá nhiều phiền phức cậu vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện mà bác đừng lo chuyện đó mà con sẽ giải quyết hết. Giám đốc, cái này là danh sách tất cả những người được chọn thông qua cuộc thi tìm kiếm ý tưởng vừa rồi. À, phải gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ban giám khảo. Họ đã giấc giả trong thời gian qua rồi. Dạ. Tôi nghĩ dựa vô số lượng đơn nộp vô thì số ý tưởng có thể dùng chắc không thể chất lượng nhiều hơn số lượng. Biết làm sao được. Cậu ra ngoài thông báo giùm dạ. tôi nha. À, tôi còn cái này nữa. Đây là danh sách những người sắp tới sẽ được thăng chức trong năm nay sắp thông báo ai được vô công ty rồi hy vọng là mình được chọn Hả? trời ơi lại là tin nhắn rác ô ờ, cô bông cuối cùng cũng tìm được cô à ra nhanh đi có một tin tốt cho cô đó có một tên tốt thật sao? Ờ, 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 cô đúng là một người may mắn nha. Lên nhớ lên, nhớ lên. Ta, 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 ta. ta. Cô ô thật là may mắn, cô được làm hết chúng đó. Thầy Kim sẽ tới đây làm. Nào là rượu ngọt, nào là rượu ngon nữa. Nấu hết, xây hết, tất cả số bộ ở đây đó. dạ. Nhưng mà các nhân viên khác đâu rồi? Các nhân viên khác đều đi nghỉ hết rồi định mệnh rồi. Cô sinh ra là để làm việc đó, làm đi làm đi. <laughs> Đúng vậy, phải làm việc thôi. Ố, <laughs> đau <Đúng> quá. Ố, <laughs> Maria. <Barana. cười> Mẹ ơi, mẹ đi chơi với con đi Bà ra à, đi ra ngoài nguy hiểm lắm con à. Mẹ ơi Bà ơi Đừng cười mẹ xin lỗi mà Mẹ ơi Mẹ có sao không cô? Hả? Để cô coi. Trời ơi. Dạ, con rửa dưới nước lạnh rồi, không sao đâu cô. Có thật là không sao không? Để cô coi thử. <laughs> dạ thưa cô, con xin lỗi nhưng mà, cô có thể lấy cho một con một chút thuốc mỡ được không? Quần áo con bị ướt hết rồi, chắc là nó ở trong tủ. Được rồi, cô biết rồi, con chờ chút. Ô bơm à? <laughs> Obama thuốc ở đây rồi đưa đi cô coi hả không sao đâu cô chỉ là một vết phỏng nhỏ thôi mà cô chút thuốc mở là sao ngoài vết thương này thì con còn bị phỏng chỗ nào nữa không để cô coi hả rồi con chút nha ô anh thật sao ôi cảm ơn anh tất cả nhà có anh ờ à, tôi sẽ tới liền Cô ơi cô, con được nhận vô công ty rồi Con được làm việc ở tổng công ty Bung Kinh Tăng rồi đó cô à, à Tốt quá, con giỏi lắm Sao? Anh Theo à Giờ anh tới văn phòng của em liền đi Có gì thì nói qua điện thoại luôn đi bàn về công việc nên anh tới liền đi tổ trưởng ơi cô sắp về nhà chưa hai người về trước đi chị Aran. sao hai người vẫn chưa về dạ quản lý anh bây giờ anh tới có chuyện à, gì không tôi hả? gọi anh thay theo... hô để thông báo chuẩn bị được phục chức đội trưởng giống như cũ đó Ôi, tuyệt quá anh thầy hô ơi <laughs> thưa đội trưởng chúc mừng anh nha mừng anh quay trở lại hai người ra ngoài vài phút có được không ờ à, dạ. dạ dạ em đang làm cái gì vậy đây là tăng chức thường niên mà đó là tin tốt anh thay hô muốn tự mình đi lên và thành công khi làm việc mà vậy thì anh quay lại làm việc đi <laughs> anh sẽ thăng chức bằng chính sức lực của anh. À, anh thầy hô à, anh đi đâu? Anh thầy hô! <laughs> Xin trân trọng chúc mừng em đã hoàn thành thành công. Rất cảm ơn anh vì đã chào đón thôi. Tất cả nhờ có anh. <laughs> anh thầy hô! cô Oberm chào quản lý an cô làm cái gì ở đây vậy từ nay Oberm sẽ làm việc trong tổng công ty cậu cậu đang nói cái gì vậy hả nhờ cái mặt của tôi được chọn trong cuộc thi ý tưởng cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi <laughs> chúc mừng cô nha cô à từ khi cậu Maru tới đây làm việc những con người tầm thường nhất cũng tới đây làm luôn ra đây nói chuyện đi tôi xin lỗi cô nha có cuộc gặp mặt những người được chọn rồi cho nên tôi sẽ gặp cô sao? <laughs> anh thay hôn. Bây giờ anh có còn muốn phục chức nữa hay không? Vậy thì, chắc em nên nói mẹ, quỷ bỏ ý định chuyển anh lên công ty. Chị Aran, em đừng có nói chuyện kiểu đó nha. Sao chứ? Bây giờ anh lại đổi ý rồi sao? Cô ta chuyển lên đây, nên anh cũng muốn lên công ty để làm việc chung với cô ta sao? Em thích nghĩ sao thì cứ nghĩ đi. Khó khăn lắm mới kéo được anh Thay Hô ra khỏi cô ta Mà bây giờ cô ta lại tới đây làm sao Chuyện này là sao Tại sao mình tự phá quỷ mọi chuyện rồi <laughs> Wow, văn phòng trở nên đẹp đẽ đều là nhờ Maru đó Chào tất cả mọi người Ô, ô đội trưởng An Chà, sao chuyện này có thể xảy ra được vậy ta Tất cả nhân viên của quầy rượu công ty á đều đã được chuyển lên đây hết rồi Trước là quản lý An Giờ đã phục chức thành đội trưởng An Còn cậu Maru nữa Thì đã trở thành nhân viên chính thức luôn Còn tôi không thay đổi Quay một vòng vẫn là nhân viên Ây, Thật tuyệt <laughs> Giờ khi tôi được đứng đây Và làm cùng mọi người <laughs> Hay là bây giờ Mình thử hô một câu cổ vũ Để bắt đầu lại kiểu nguyên mới mẻ đi Hả? Nè 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 Ây, Trời ơi Sao ai cũng ngây ra hết vậy Chúng ta cùng hô to lên nha Cố lên Cố lên <laughs> Cố lên Cố lên đội ngũ công ty mới được tái cấu trúc sau đợt vừa rồi đội ngũ hỗ trợ phát triển cũng mới lập nên phải phối hợp thật tốt với đội tiếp thị và phải làm việc thật chăm chỉ vì bung kinh tăng được chứ dạ tôi sẽ cố gắng hết sức cô ô bơm đừng tự ý làm bất cứ thứ gì theo ý của mình cô là cấp dưới phải làm theo lệnh tôi dạ tôi sẽ ráng hết sức tôi sẽ hoàn thành thiệt tốt công việc chào tiền bối mong sau này được anh giúp đỡ tôi phải nhờ anh nhiều đó <laughs> rất vui vì được làm việc chung với cô nhớ giúp đỡ nhau nhiều nha dạ cô ô bơm cô đang làm cái trò gì vậy sao cô nghĩ là nhân viên mới có thể ngồi thoải mái như vậy sao xuống kho hàng bắt đầu học việc đi dạ tôi biết rồi tổ trưởng nhưng mà trời đang lạnh với lại tổ trưởng à đó là việc của ban hậu cần dạ tôi sẽ đi làm liền đây Vừa rồi cho anh khi anh ấy lấy kết quả kiểm tra ADN có phải như vậy không anh chưa chờ đã anh chưa anh chưa anh chưa đợi đã ừ, anh chưa anh chưa <laughs> Không biết anh chưa đã mở nó ra chưa? Không được. Không được. Mẹ mấy đứa à? Anh có chuyện gì vậy? À. Coi đi. cho nên tôi nói anh đừng kiểm tra nữa tôi đã gửi ADN của tôi cho họ lâu rồi nếu như họ tìm thấy con thì họ sẽ gọi cho mình thôi anh xin lỗi tại vì anh muốn làm gì đó để tìm được con anh không thể ngồi một chỗ và chờ đợi sau khi đi hai mươi năm mới về nhà tôi biết rồi anh làm vậy là đã tốt lắm rồi trưởng phòng anh. À, Xin chào cậu anh. Ờ, dạ. Họ đã gửi kết quả ADN về cho chúng tôi xem rồi. Vậy sao? Vậy là... Hai người chuẩn bị đi gặp bà Rang rồi sao? ADN không có trùng khớp dây của tôi. Sao? Tôi chỉ đang cố níu giữ những tia hy vọng mong manh cuối cùng. Hy vọng có thể tìm thấy con gái. Tôi hiểu. Đã thử hết mọi cách rồi. Phi cảnh sát cũng nói xét nghiệm. Chính là tia hy vọng cuối cùng rồi. Đôi khi có những lúc, ba mẹ nhận được thông báo rất lâu sau khi thử nghiệm. Cho nên lúc này ông đừng quá thất vọng. Tất cả chúng ta cùng chờ kết quả tốt. Nhưng mà không biết. Bà Rành có biết chúng ta đang nỗ lực để tìm kiếm con bé không có khi nào ba rang không biết rằng con bé là đứa trẻ bị mất tích từ lâu không rất tiếc phải nói ra những lời như vậy nhưng nếu như ba rang biết mình bị lạc tôi nghĩ con bé đã đăng ký xét nghiệm lâu rồi trường hợp còn lại nếu ba rang không biết có khi lại tốt cho con bé hơn từ bây giờ cho tới mãi về sau này ba rang nghĩ rằng ba mẹ nuôi của mình chính là người sinh thành nên mình cậu nói cũng đúng à, ba ranh không phải con ruột của ba mẹ ba ranh không biết có lẽ sẽ tốt hơn thật sự tôi rất tiếc phải nói như vậy không có sao đâu tôi đang rất mở lòng cậu không cần suy nghĩ nhiều ờ mọi người làm vất vả quá ờ, dạ chào anh ơ ờ, chú có nhớ con không ờ con con là ô phải không <laughs> dạ con được tới làm việc ở tổng công ty này đều là nhà chú đã giúp con nộp ý tưởng ờ trước đó nữa thậm chí chú từng cho con mượn khăn mùa xoa nữa đó à có chuyện đó sao dạ chú đã giúp đỡ con rất nhiều lần rồi con cảm ơn chú nhiều nha ờ con cố gắng lên nha làm việc tốt đó ừ. <laughs> tôi phải đi đây mọi người làm việc tiếp đi ờ dạ <laughs> kết quả giám định adn chắc chắn bà rằng có kết quả adn trùng khớp chuyện gì đã xảy ra vậy 14 thùng rượu qua bộ công anh. Được rồi, anh ký vào đây. Giờ chúng ta đi được chưa? À, bây giờ cô không cần thiết phải xuống tận nhà kho làm đâu. Tôi mới tới nên phải làm gì chăm chỉ chứ. Nè, đi thôi. Nè, à, <laughs> ừ, 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 nè. Này, này. Ừ. À. Tôi chưa thấy... Một nhân viên văn phòng nào chăm chỉ làm việc cho cô đó <laughs> Anh khen tôi quá rồi, cảm ơn anh nha <laughs> Lên xe Tôi cho cô đi kéo một đoạn ra kia với tôi không? Cảm ơn anh nha Ờ, <laughs> à, Dạ Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ nha Ủa ừ. <laughs> sao chú ấy vẫn còn ngồi ở trong xe? nè chú ơi, chú nghe không? nè chú ơi, chú mau tỉnh dậy đi. <laughs> tỉnh dậy đi chú ơi chú gì ơi chú mở mắt ra đi mà chú gì ơi chú mở mắt ra vậy đi chú ơi chú gì ơi